dâu á, mà mới thấy nó lại hỏi con có khóc không. Trời ơi, vậy đó hả chị? Nó nói gì á? Là chị dâu của chị nằm mơ. Chị thứ ba đó. Dạ, thấy chị Thiêu về hỏi con chị Thiêu có khóc không hả chị? Không, nó hỏi dạ. Vậy đó. Hết hồn quá. Bé năm tuổi nó đang đi chơi á, rồi nó chạy lại nó, mẹ nó kêu đi tắm. Trời ơi, vậy đó hả chị? Nó kêu, mẹ nó kêu đi tắm, nó chạy đi tắm rồi. Dạ. Nó lớn á, 5 tuổi á. Hết hồn luôn. Chạy đi tắm êm luôn à, dắt kéo đi tắm cái gì nó lên dữ lắm. Dạ. Dạ thưa anh, thì hôm nay anh em của em đến đây, thứ nhất là cũng chia buồn cùng gia đình. Anh cố gắng lên, vì còn mình còn hai đứa con còn quá nhỏ nha anh. Dạ. Thì em cũng đại diện Quý Mạnh Thường Quân là cô Liên ở Sài Gòn gửi cho gia đình của em 1 triệu. Dạ, cô Mỹ Lệ ở Canada gửi cho anh là 500. Dạ. Tổng số tiền là 1,5 triệu anh. Dạ. Anh nhận giùm em. Thầy Trần cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến cô Liên ở Sài Gòn rất là nhiều, với cô Mỹ Lệ bên Canada. Dạ. Kênh Hậu Giang Nguyễn Tô xin kính chào quý cô chú anh chị. Em chào bà con gần xa. Thầy Trần chúc quý cô chú anh chị bà con gần xa thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã luôn chia sẻ và đồng hành với Hậu Giang Nguyễn Tô. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì vợ chồng Thầy Trần đang có mặt ở ấp Chắc Tân, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, đến chia buồn với gia đình của chị Lâm Thị Úc Thiêu, 33 tuổi. Hiện thì chị mới sanh bé 3 tháng 11 ngày, chị qua đời. Quý cô chú anh chị ơi, rất là xót xa luôn. Thì gia đình bên chồng của chị thì ở trong nhà trong kia mà cũng không có nước sạch, thứ hai nữa là cũng là không có cái đường xe vô đó quý cô chú anh chị, cho nên là phải làm đám nhờ nhà của người em Út. Thì anh chị trong hoàn cảnh rất là khó khăn, hồi trước giờ cũng không có ruộng đất gì hết, rồi đi làm ở quý cô chú anh chị. Thì lúc trước thì chị bị tai nạn xe, bị chấn thương sọ não, rồi gia đình đó là cũng không có điều kiện để mà điều trị nữa. Dần dần rồi nó cũng sanh nhiều cái biến chứng qua phổi, rồi sau này tới bị tim, thì tới ngày chị mất luôn. Chị bỏ lại là 2 đứa con, bé lớn, bé gái 5 tuổi, còn bé nhỏ mới có 3 tháng 11 ngày. Thôi chẳng mời quý cô chú anh chị bà con cùng vô chia buồn cùng gia đình. Đây là di ảnh của chị Thiêu nè bà con ơi. Chị còn rất trẻ luôn. Quá trời xót xa bà con ơi, chị ra đi để lại 2 đứa con còn quá nhỏ luôn. Hồi lúc trước á, là anh chị đi làm ở đâu? Dạ, hai vợ chồng em hồi trước thì làm ở Bình Dương á. Dạ. Hồi trước là đi làm công việc gì á? Cũng đi làm trong công ty á. Dạ. Nói dài tới đi, anh cứ nói dài tới đi về công việc tiếp tục á. Thì hai vợ chồng đi làm ở công ty. Sau đó thì vợ bị tai nạn mà gãy sống mũi, dưới lại bị trên cái đầu, và đi 512 giường á, thì người ta chỉ kêu là gãy sống mũi thôi. Chị sống mũi xong một thời gian, hai vợ chồng em không còn làm trên Bình Dương nữa, về là sanh đứa nhỏ này nè, là vợ em bị bệnh. Yeah. ho cứ ho suốt, rồi xong cái ho đó là tới chừng sanh đứa bé này ra là mới phát hiện là vợ em bị hở quanh tim. Xong đó đi chụp hình này kia đó, người ta nói là
7 8 năm trước là vợ em té xe á, là có cái bị chấn thương ở phần đầu á, cho nên là nhiều cái hai cái nó dồn lại. Em bác sĩ kêu là hỏi em á, có khả năng để chữa trị cho vợ em không. Em kêu là em thì hoàn cảnh em thì cứ đi làm thuê để nuôi sống ba mẹ con, thêm một mẹ già với một anh trai nữa, cho nên là em không có khả năng để chữa trị cho vợ em. Thì bác sĩ nói thì tới đâu thì hay tới đó, thì em cũng cố gắng để lo cho vợ nhưng mà không có khả năng để lo, nên là vợ em qua đời. Chị là lúc trước là chị có nghĩa là chị té xe, gọi là chị bị chấn thương sọ ha anh? Dạ đúng rồi, chấn thương sọ. Dạ, nhưng cái đó thì cũng như là mình cũng, tại vì cái điều kiện gia đình mình không có cho nên là cũng điều trị qua loa. Dạ. Từ chỗ đó thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chị sau này. Dạ. Rồi như là anh á, anh ở chung với mẹ chứ là không ở riêng hả? Ở chung với mẹ. Gia đình của anh là hết là được mấy anh em? Gia đình bên mẹ, bên vợ thì bên anh á, bên mười mấy người, là 12 người mà mất hết rồi. Ủa? Còn lần sao mà cũng bệnh rồi này kia rồi mất. Trời ơi, vậy đó hả? Đó. Là còn chỉ mẹ già thì em, mẹ thì nói chung mẹ cũng cách cái nhà được đơn sơ ở đây, đem về bên đây em nuôi. Trời ơi, tội nghiệp gì đó. 12 người mà làm mất bây giờ, hiện bây giờ là anh còn được mấy anh em? Dạ còn 6 anh em. Trời, mất 6 người ha, mất là 5 người hả? Mất 6 người á. Mất 5 người á. Tại vì tính ra từ thứ hai. Không, 12 người á, 12 người. 12 người luôn ha. Dạ. Dạ. Trời, mất 6 người. Mất 6 người. Mà cũng bệnh này kia nghe là sao anh? Bệnh này kia thôi. Với lại hồi xưa mẹ cũng không có đất đai gì để nuôi con, chỉ đi mần mướn để nuôi con cho lớn khôn vậy thôi. Ba mẹ của anh á là cũng không có đất ruộng luôn. Không. Mẹ bây giờ, hiện bây giờ là mẹ của anh hiện giờ là bao nhiêu tuổi rồi? 86 tuổi. 86 tuổi. Người ba anh còn không? Dạ ba mất. Ba mất. Rồi anh nói ở nuôi người em nữa là người em. Người anh. Người anh. Người anh cũng vợ anh bị tai nạn mất. Trời tội nghiệp phải không? Mấy bữa nay đòi mẹ không anh? Quá rồi, đòi mẹ tối nào cũng đòi nữa. Trời trời tội nghiệp dữ trời. Tội nghiệp hết trời. Ba tháng mấy ngày anh? 3 tháng 11 ngày. Tội nghiệp quá trời tội nghiệp. Chị là điều trị ở bệnh viện mình có tốn chi phí nhiều không anh? Nói chung thì em cũng tốn một mớ tiền để mấy ngày cuối cùng á, còn đầu tiên thì vô thì cũng tiền bảo hiểm này kia. Tại bên em thì hộ nghèo thì có bảo hiểm, còn mấy ngày sau là ngày mà vợ em mất á thì là ngay dịp lễ người ta không có tiền bảo hiểm, đó là người ta không có tính. Dạ. Chỉ kêu em á là đi ra ngoài mua thuốc ngoài để chữa trị, tại vợ em là tới 10% là chỉ còn 1% là cứu được thôi, cho nên em mua thuốc ngoài cũng hơi tốn kém. Tại vì mình phải mua thuốc ngoài bảo hiểm thì nó ngay thuốc cũng không mạnh bằng thuốc ở ngoài. Dạ. Thì bác sĩ chỉ định là mình mua thêm ha. Dạ. Như vậy là khi mà nhập viện á là bao lâu rồi chị mới hôn mê không biết gì hết anh? Nhập viện được mười mấy ngày. Dạ, nhập viện được mười mấy ngày. Dạ. Ừ. Trước khi mà chị qua đời á, lúc mà chị còn nằm trong bệnh viện á, là chị có nói gì với anh không? Có nói gì với anh để mà gửi gắm hai đứa con không? Vợ chỉ nói là lúc em lúc cháu á, vợ chỉ nói là
chắc em qua không khỏi đâu anh ơi. Gì đây? Còn lúc mà vợ em đi bệnh viện á, thì vợ em chỉ nói là mấy chú mấy thím ơi coi giùm con của em với, xe nhiều lắm. Lúc đó thì chị còn cũng như cái đầu óc cũng còn tỉnh táo. Dạ. Người của trời ha. Dỗ em đi con. Con gái anh là mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi rồi hả? Con à, là chị có nói được nhiêu đó với anh thôi ha. Dạ. Bây giờ thì là anh chị qua đời rồi thì anh phải vừa làm cha, phải vừa làm mẹ. Thì những ngày sắp tới là anh dự định như thế nào? Mình có tiếp tục đi làm cái công việc thường ngày mình làm nữa không? Dạ em cũng đi làm. Em gửi con đứa nhỏ này cho cô ba, với đứa lớn này gửi cho cô Tư đó. Dạ. Bên vợ em dạ, vẫn đi làm. Dạ. Gửi cho cô ba chứ gửi cho cô Tư. Thì anh làm, tiếp tục đi làm công việc hồi trước mình đã đi từng làm trên đó ha anh? Dạ. Cái thu nhập như vậy là nó cũng khá không anh? Thu nhập em thì một tháng cũng được 7 triệu, ngoài 7 triệu mấy cũng có. Thì thu nhập làm thì em làm hàng một ngày cũng 200 mấy 300, nhưng dạ, mà làm không được. Có nghĩa là cái công nó không đủ 30 dạ, ngày ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì hồi trước thì hai người làm, mà bây giờ là chị ra đi rồi, một mình anh làm. Rồi là tiền sửa sùng cho bé nè, tả cho bé. Rồi con gái cũng còn nhỏ quá, thì em nghĩ với cái mức lương này thì anh vừa gửi về cho mẹ anh nữa, thì em nghĩ chắc cũng khó dư. Nhưng mà mình không đi làm á thì làm sao mà có tiền để mà trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Dạ. Thì em cũng cố gắng để đi làm, để nuôi hai đứa nhỏ để cho nó lớn khôn, chứ bây giờ mẹ nó mất rồi, em thì cũng không biết nói như thế nào để cho được. Nếu em ở nhà nuôi hai đứa con á thì chắc con em cũng không có sữa để bú, nên em phải gửi gắm hai đứa con em đi làm. Thì cho em hỏi là cái nữa mà anh đi làm á để kiếm tiền nuôi con, thì bây giờ anh gửi bé ở đâu? Bé còn quá nhỏ đi. Bé nhỏ gửi cho dì ba bên vợ, tức là chị dâu á. Chị dâu em. Thôi bây giờ. Bây giờ thì tại vì nó ngay anh thì cũng không có nghề nghiệp ổn định, cái đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái gia đình của mình nữa là kinh tế quá khó khăn, không có ruộng, không có đất gì hết. Phải chi có một vài công ruộng thì mình cũng nhẹ lo cái phần gạo thóc ha. Dạ. Còn cái này là mình phải lo từ chi tiết hết. Hai đó thì mẹ già cũng là 80 mấy tuổi rồi. Ồ, tội nghiệp quá trời, khát sữa gì đó anh. Khát sữa gì rồi. Có ai bồng giùm bé không? Mấy bữa nay mẹ con đi đâu rồi? Nó lớn lên con hả? À, mẹ con đâu rồi? Trời, bữa hổm anh hỏi khóc trước mướt luôn á. Mẹ đâu rồi con? Lấy gần cha đi con. Cô chú anh chị ơi, lấy gần cha đi con. Ngồi kế cha đi con. Kéo cái khăn lên chút bít mắt cháu rồi anh. Tội nghiệp lắm quý cô chú anh chị ơi. Yeah.
Bé là biết mẹ mất á anh? Từ lớn bé hỏi sao mẹ vô chổng ngủ lâu quá vậy ba, em cũng không biết nói sao nữa nhé. Nhiều lúc chạy lại hỏi bà ngoại sao mẹ con đâu, mẹ con ngủ lâu quá vậy bà ngoại. Em cứ nói là mẹ con ngủ trong đó đó, mẹ con không có đi đâu đâu. Ê, chừng nào mẹ về cha, em không biết nói sao với con, chỉ đành ngồi khóc một mình thôi. Tội nghiệp quá trời tội nghiệp. Con tên gì? Con nói lớn lên con. Chú thương con mà. Con tên gì? Khóc rồi quý của chú anh chị. Cái là nhớ mẹ. Cái này là biết. Biết. Cứ hỏi hoài vậy đó. Hỏi mẹ đâu cha, hỏi em cũng không biết đường trả lời, chỉ đành ôm con khóc. Nghiệp quá trời tội nghiệp trời. Thời gian sắp tới này em chỉ gửi con em đi làm để cố gắng để lo cho hai đứa con có sữa có này kia, chứ mà em ở nhà còn mẹ già nữa. Rồi anh đi làm hai đứa nhỏ gì nhớ sao chịu nổi. Nếu em ở nhà thì con em cũng không có sữa để bú. Bé năm tuổi nó đang đi chơi á, rồi nó chạy lại nó mẹ nó kêu đi tắm. Ờ vậy đó hả chị? Nó kêu, mẹ nó kêu đi tắm, nó chạy đi tắm rồi. Dạ. Nó lớn á, 5 tuổi á. Hết hồn luôn. Ừ, chạy đi tắm êm luôn à. Dắt kéo đi tắm cái gì nó lên dữ lắm. Dạ. Vậy là chị linh lắm đó chị. Linh như mất và mà còn lẩn quẩn ở đây là như còn dương vấn hai đứa con nhỏ hả chị? Nó còn nhỏ quá thì nó đi đâu cũng được. Bây giờ là chồng của chị phải là niệm Phật suốt để như là mình cầu xin Phật rước chị sớm siêu thoát đó chị. Chứ chị như nếu như nghe theo lời chị kể như vậy là chỉ còn dương vấn hai đứa con á, không đi đâu được ha. Vì nó nói mẹ sao nằm hoài không thức vậy, mẹ cứ nằm hoài, nó nói nó khóc nữa, nó khóc không. Rồi bữa mới mất nó nói chết rồi nói vậy. Rồi mấy bữa nay nó nói sao mẹ nằm hoài không vậy, không gì hết trơn, nằm hoài nó hoài. Chắc lúc đó là nó nghe là bà con nói là mẹ nó mất thôi. Rồi nó nói theo cái lời đó vậy thôi. Nói mất lên sao đó mà nằm hoài đó. Chứ nó đâu có hiểu là mất là như thế nào. Tội nghiệp. Đứa 5 tuổi nó nói hết hồn. Rồi thăm thằng nhỏ hoài đó. Thăm thằng đó, thăm gì thấy thăm là khóc rồi. Linh á. Rồi bữa mắt á, thấy cái chị dâu á, mà mơ thấy nó lại hỏi con có khóc không. Trời ơi, gì đó hả chị? Nói gì á. Là chị dâu của chị nằm mơ. Chị thứ ba đó. Dạ, thấy chị Thiêu về hỏi con hỏi. Chị Thiêu có khóc không hả chị? Khóc không, ừ. Nó hỏi dạ. Gì đó. Hết hồn luôn á. Dạ. Buổi tối nó khóc hoài luôn, nó khóc thiệt á, nó khóc giỏ nín luôn á. Dạ. Buổi nhỏ lớn nó nói ủa mẹ sao ngủ hoài vậy, ngủ không
không lên gì hỏi á. Hỏi thiệt quá hả chị, hỏi sao nằm hoài không lên gì. Tội nghiệp quá trời. Hỏi mà sao nằm hoài, nó nói người ta nói ngọt ngọt chết chết không biết chết làm sao nữa. Nó nói tại vì còn nhỏ quá đâu có hiểu biết gì đâu, nói nằm nằm hoài luôn không lên không gì hết trơn. Ngồi mẹ đi kêu tắm nước rồi đó, nó chạy lại á, nó nói mẹ kêu đi tắm nước rồi, con chạy đi tắm nước rồi. Nói vậy mà tự nhiên chắc mẹ nó kêu thiệt cái gì á, kêu đi tắm nước á. Nó chạy lại đi tắm nước luôn. Nhưng mà tôi tối cứ khóc hoài, bây giờ đỏ mặt hết trơn rồi đó, lé sợ mẹ nó lại thấm á. Dạ vậy á, thì mình chị đó rồi sao khóc là cho sữa bú em biết làm sao. Ở mẹ đó nó cho bú cho gì hả chị Thiêu? Là bình thường là chị Thiêu bệnh, có bệnh trong người nhiều không cô? Dạ nó đi làm ở bên Dương, nó té xe là nó đứt cái này động đứt cái đầu nó chỉ hết rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó sanh thằng đứa sau này đó, nó có chữa đó, nó bệnh 5-6 tháng bệnh nó ho rồi nó nhức đầu nó trong mặt hoài. Bây giờ cái sanh người nó đi hết luôn nổi luôn. Dạ nó thiền bệnh nó lên đào, nó bác sĩ nói khô não rồi cái tim nó hở sao. Rồi nó sanh được có 2 ngày chồng nó đi mần bỏ con cho tôi ở nhà, tôi giữ nó. Cái con bệnh nhiều quá gì ạ, cái nó nằm vài 3-4 ngày nó nhức đầu đó. Má ơi mẹ ơi, con nhức đầu con trong mặt nó kêu không nổi đó, đem đi nhà thương. Đi nhà thương bên tay chơi gì vậy? Con nói không sao, chơi gì vậy? Vì cái con cứ thích nói chuyện muốn nằm lại bỏ con chứ. Đi bác sĩ thì nói không có bệnh nhiều không hả cô? Không nhiều. Dạ. Vì chắc từ đi cấp cứu sao mới chụp hình thấy khô mạo rồi cái tim hở gì rồi thành nước thì tùm lum của mình tới năm cái bệnh. Cái con tôi chết luôn. Dạ. Con chết ở nhà thơ buồn đáng gì ạ. Dạ. Bỏ con với túi 2-3 đứa. Cái nghiệp con với con nhỏ tuổi sến nó bỏ con 2-3 đứa. Ừ, chồng bác sĩ hỏi có khả năng mua thuốc cho vợ không? Thôi nó lấy xe đi cầm đi gì giữ coi vợ nó cứu không được cô ơi. Nó nhất quá nó chịu hết được rồi. Đây chết luôn. Thôi tội nghiệp con cứu dòm 2 đứa cháu đứa ruột nó ra hết trơn rồi cô. Cô ơi bây giờ cô gắng cố lên bớt đau buồn nghe cô, để bây giờ cô tập trung cô niệm Phật cho chị. Dạ. Để xin Phật cứ rước chị sớm về cõi lành nghe cô. Dạ. Chứ bây giờ số phần số chị tới đó rồi thì mình cũng không có cãi được. Dạ. Cô ở gần nhà chị Thiêu hả cô? Ở gần á. Dạ. Rồi hoàn cảnh của chị Thiêu sao cô chia sẻ giùm con cô? Thiêu nói ngay nó có 2 đứa con mà nó trước khi sinh là nó có phát hiện bệnh rồi đó. Rồi đi điều trị người ta nói nó có bệnh rồi mà tính bỏ đứa bé bỏ không được. Nó lớn nó để sanh người qua sanh người cũng thấy khỏe khỏe mà tới chừng được hơn tháng là bắt đầu bệnh rồi. Nó ốm quá trời luôn á,
ốm mình thấy ở ngoài, mình thấy nó ốm thiệt là ốm đó. Rồi tới chừng đi bệnh viện, người ta đi bệnh viện nhập viện đỡ về được mấy tháng đi lại nữa, là con hơi hết cho bố rồi, bố sữa không đó, tại vì nó còn nhỏ quá không dám cho bố mẹ, sợ nó có bệnh lây gì đó, bác sĩ nói vậy đó. Rồi cái nó đi bệnh viện lần nữa đi khám, người ta nói đi bệnh mà bệnh không biết bệnh viêm son hay là cái gì á, mà bệnh yếu, nó yếu quá, nó nói tim nữa, hai ba thứ bệnh. Rồi tới chừng về nhà được 2 đêm 3 đêm vậy, đi bệnh viện là mất luôn. Về nhà được có mấy đêm mà 3 đêm mấy gì đó, rồi đi thấy nó hơi yếu, đem đi lần này là vô cấp cứu, rồi vô lên hồi sức là mất luôn. Được một đêm gì đó là mất, rồi đem về đó. Rồi bỏ lại con 3 tháng mấy á, rồi một đứa lớn á thì 5 tuổi. Là bé gái 5 tuổi. Bé gái 5 tuổi. Trai thì 3 tháng mấy. 3 tháng mấy ngày gì đó. Dạ. Rồi chồng á thì đi mặn mướn á, rồi tới như bệnh viện, bị bệnh vậy đó, vợ vậy ở bệnh viện thì xin ta lợi nuôi vợ vậy đó. Mới hồi lúc trước thì đã thì người chị đó tiếp, rồi tới nhưng nó yếu quá thì điện chồng nó về vậy đó, rồi đi mừng mương ở trên thành phố đó. Hoàn cảnh nó khó khăn, bây giờ tới khúc sau này không biết sao nữa, chồng đi mừng 2 đứa con đó. Giờ còn lại 2 đứa nhỏ tội dạ. Nghiệp quá chừng. Rồi bà ngoại thì yếu, bà ngồi bình thường không có được đâu, bệnh. Rồi bà nội thì 80 mấy rồi, 87, 88 gì rồi, cũng bệnh luôn, lại đám cũng được luôn á, ở đẳng luôn á, vậy đó. Dạ thưa anh, thì hôm nay anh em của em đến đây, thứ nhất là cũng chia buồn cùng gia đình, anh cố gắng lên. Vì còn mình còn 2 đứa con còn quá nhỏ nha anh. Dạ. Thì em cũng đại diện Quý Mạnh Thường Quân là cô Liên ở Sài Gòn gửi cho gia đình của anh 1 triệu, và cô Mỹ Lệ ở Canada gửi cho anh là 500. Dạ. Là tổng số tiền là 1,5 triệu anh. Dạ. Anh nhận giùm em. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân để giúp đỡ để cho con em có được sữa này, đà sữa để nó bú, để nó chống mau ăn chống lớn. Em cũng cảm ơn mấy anh YouTube giống như là anh Hậu Giang Quê Tôi để đến gia đình của em, thì em cũng cầu mong cho Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ cho những người khó khăn giống như em càng nhiều hơn nữa. Dạ em xin cảm ơn. Dạ thầy chàng cũng xin thay mặt gia đình. Thầy chàng cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến cô Liên ở Sài Gòn rất là nhiều, với cô Mỹ Lệ bên Canada. Dạ.